Úc Vũ chào anh chị mình. Hôm nay là 30 tháng 6 thì mình có 18 cây mai chiếu thủy. Anh chị mình mua hết là có giảm giá 900 ngàn so với bán từng lô nha anh chị mình. Thì mình sẽ phân làm 3 lô ha. 3 lô. Mỗi một lô là từ 6 cây tới 7 cây. Cái lô đầu tiên là 7 cây. Thì lô đầu tiên 7 cây này mình đặt là lô số 1. Anh chị mình lưu ý nha, nếu mà mua 3 lô là mình sẽ báo giá từ lô và bớt 900 ngàn cho anh chị mình. Thì anh chị mình muốn mua rẻ thì phải mua số nhiều và mới được giảm giá. Giảm giá so với số ít thì anh chị mình lưu ý ha. Lô đầu tiên là lô số 1 gồm 7 cây. Đây là mai chiêu hỷ lá tung. Nó nằm chậu cũng khoảng 5 năm mấy 2 năm mà anh chị mình. Đây. 5 rưỡi á. Ba cây. Đế rễ như vậy là nó rất là già nha anh chị mình, tại nó nằm chậu nè. 4 cây. Mình sẽ cắt gọn gửi cho mình 5 cây. 6 cây và 7 cây. Thì 7 cây này mình sẽ đặt là lô số 1. Anh chị mình mua thì nói lô số 1 ngày 30 tháng 6. Và tiếp theo là lô số 2 gồm 6 cây. Thì 6 cây như thế này đây. Cũng là mai chiêu hỷ lá tung nha anh chị mình. Anh chị mình mua về tồng lại được á, tại loại này ta xử lý đế. Đây. Thứ ba. Thấy không? Đây là 6 cây này là mình đặt là lô số 2 ngày 30 tháng 6. 6 cây. Và lô thứ 3 là 5 cây. Nên nó rễ mình cũng chưa có thể là chuẩn bị vô chậu 4 mình trồng. Anh chị mình thấy không, rễ nó rất là già. 2 3 4 4 cây. Cây thứ 5 này nó bị hư đế nè, hư rễ. Anh chị mình lấy thì lấy, còn không lấy thì thôi. 4 cây. Một cây này thứ 5 này có lấy thì gửi, không lấy thì thôi ha, tùy. Lô thứ 3 là gồm 4 cây. Một cây hư đế, đó là 5 cây. Thì nếu mà anh chị mình cứ hỏi giá từ lô, và nếu mà anh chị mình có điều kiện mua 3 lô thì em sẽ giảm giá 900 ngàn so với giá từ lô nha anh chị mình. Hôm nay là ngày 30 tháng 6. Hết trơn. Trống lỏng hết rồi.
Thì đó. Anh chị mình mua hết hết ba lô đó và được tặng một cây mai gò công cây lá lớn này ha, để súng găng. Thì anh chị mình mua hết ba lô đó mới được tặng cây này. Đây. Súng găng. Cây này cây tặng phẩm ha. Anh chị mình gọi nhớ nó là ngày 30 tháng 6 nha, lô 1, lô 2 hoặc là lô 3. Mai chiếu thủy lá chung nha anh chị mình. Còn cây tặng thêm là cây lá lớn.